Thưa quý vị và các bạn, những năm trước đây, đến hết tháng 12 là hầu hết bà con nông dân đã thu hoạch xong cây mía và có tiền mua sắm sửa sang nhà cửa để đón Tết. Nhưng năm nay, cho đến thời điểm hiện tại thì nhiều vùng nguyên liệu mía vẫn còn hơn nửa diện tích chưa được nhà máy cấp lệnh cho thu hoạch. Mía đã trổ cờ trắng xóa và bà con nông dân thì đang rất lo lắng. Phóng sự sau được thực hiện tại xã Quế Sơn, huyện Quế Phong. Gia đình ông Nguyễn Văn Hợp ở xã Quế Sơn, huyện Quế Phong vừa được nhà máy đường Tết An Lai cấp lệnh cho thu hoạch xe mía cuối cùng. Vậy nên, dù mía đã trổ cờ, sản lượng hao mất khoảng 2 tấn một xe và chỉ bán được với giá 800.000 đồng một tấn, mất khoảng 150.000 đồng một tấn so với năm ngoái. Nhưng ông Hợp vẫn cảm thấy phấn khởi, vì như vậy là gia đình ông cũng đã may mắn hơn nhiều so với các hộ trồng mía trong vùng. Thì tôi là vì là cũng rửa thôi, cũng chờ họ, khi mà họ có lệnh họ cho thì mình chăm bốc, còn cũng phải chôn chặt, còn không có thì thôi, thì còn đám đấy mía tôi cũng khô hư hỏng hết. Ý ra là vẫn may mắn hơn họ, còn nhà bây giờ đang khô hơn du nhiều, nhà hàng trăm tấn mía chưa chặt được cây nào. Bà con năm nay thì có như chán nản trong cái vấn đề mía, thứ nhất giá xuống thấp quá, không đủ cho bà con ăn. Thứ hai nữa là mía để cứ bươi rươi đi, ngày đi chặt được xe mía của nhà là phải khô, với khô nửa xe. Không được may mắn như ông Hợp, gia đình bà Phan Thị Lục chỉ mới được lệnh thu hoạch một xe mía từ một tháng trước, còn lại khoảng hai xe mía phía sau vườn vẫn đang chờ lệnh. Bà Lục không chỉ lo hao hụt sản lượng, lo rớt giá, mà còn lo khi có lệnh chặt, xe vào chờ mía sẽ làm hỏng những mầm mía mới mọc. Bà còn chờ bán mía để trả nợ làm nhà và sắm Tết. À, gia đình của tôi thì có như là 3 xe, mà dư có như mới được một xe, mà cách đây là hơn tháng rồi. Mía là tôi có hết mà ruộng là khó khăn lắm, mưa trồng cày là có như gì xe không vô được, mà người cũng chặt cũng khó khăn, cho nên là như nhờ mà nặng mà để cho bà tôi kia tết là đến rồi, như nói gì chứ không còn một từ mà cho mía thì chứ mía chưa chặt được cái ngoài chứ nó rửa gì. Xã Quế Sơn, huyện Quế Phong có hơn 240 hecta mía, nhưng đến thời điểm hiện nay toàn xã mới chỉ thu hoạch được 110 hecta. 100% diện tích mía chưa được thu hoạch đã ra hoa, làm cho sản lượng mía giảm khoảng 8 tấn một hecta. Nhiều hộ hiện nay vẫn chưa được nhà máy cấp lệnh cho thu hoạch xe mía nào. Vì vậy mà bà con rất chán nản, nhiều hộ đang có ý định bỏ cây mía sang trồng màu hai vụ. Cây mía chưa được thu hoạch bây giờ là nó trổ bông 100% luôn. Đấy, thế nó làm cho cái sản lượng mía nó giảm hẳn đi. Ảnh hưởng đến cái thu nhập của người dân. Cái việc thứ hai là năm nay thì giá mía chỉ có 800.000 đồng trên một tấn. Như vậy so với năm ngoái thì nó giảm mất 100.000 trên một tấn. Đấy. Nên là cũng mong muốn là các cấp có thẩm quyền cũng có cái sự can thiệp với công ty mía đường Tết Đại Lai để rồi nhân dân xã Quế Sơn chúng tôi được thu hoạch đảm bảo đúng cái tiến độ để rồi đừng còn sản xuất cái vụ mía xuân tiếp theo đây nữa. Không chỉ ở xã Quế Sơn mà các xã Tiền Phong, Mường Nọc, Tri Lễ, huyện Quế Phong và dọc tuyến quốc lộ 48 từ huyện Quế Phong đến Quỳ Hợp, nhiều vùng nguyên liệu mía đã trổ cờ trắng xóa vẫn đang chờ lệnh thu hoạch của nhà máy đường Nghệ An Tết An Lai.